Shop hàng nhập liệu chào bác. Bây giờ là buổi trưa ngày 21 tháng 5 năm 2020. Lên xong giới thiệu các bác một cái chiếc máy rửa bát của Panasonic PT8, cái dòng hàng lướt thôi nhé. PT8 này hàng lướt rất là đẹp này. Trong cái lô vừa về ngày hôm qua, rất là lâu rồi, hôm nay mới về được nhiều máy rửa bát để phục vụ các bác. Hàng lướt thì toàn bộ đây vỏ nguyên bản trắng tinh rất là đẹp. Các bác nhìn phần nhựa nhé, không có chê ở đâu cả. Đấy. Phần lưng tôn cũng không có xước sát gì. Phần lưng tôn rất đẹp nhé. Đấy, không có xước sát, vì đây là hàng lướt mà vận chuyển từ bên Nhật thẳng về luôn, qua đường máy bay chứ không qua container đâu ạ. Đấy, có đây tôi có nhìn nha, không có xước sát thì luôn, có móc một chút xíu, cái này thì có thể thích thì em có thể nắn lại thoải mái một tí. Đấy, rất là đẹp, không có xước sát thì tất cả toàn bộ hàng đây cũng còn nguyên băng dính Nhật sáng rồi, rất là đẹp luôn nha. Máy rất là mới, hàng mới 95% luôn đấy, như các bác hay hỏi đấy. Bên trong rửa đây đang rửa, các bác test thử máy mới tinh nhé, rất là đẹp đấy. Răng chỉ nói chung là một con máy hàng lướt thì rất là ít dùng rồi, gần như là bên Nhật họ không dùng mấy. Con này em bán là 10 triệu, giá chưa có vận phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Máy rất là đẹp, em để số 15 này, bác nào lấy thì các bác báo em số nhé. Con này số 15, đấy, giá là 10 triệu, chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, hàng lướt rất là đẹp và rất là hiếm mấy khi nhập được. Thì thường nhập phải hàng xước sát rất là nhiều. Đấy, xin bác nào mua các bác liên hệ nha, cảm ơn các bác.